Quý vị và các bạn đang theo dõi mục điểm báo của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, số lượt người đến cơ quan hành chính nhà nước các cấp để khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh tăng 67,6%, số lượt đoàn đông người tăng 9,2%. Đó là một vài con số trong báo cáo giám sát bước đầu về thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 đến ngày 1 tháng 7 năm 2021 được trình bày tại phiên họp mới đây của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Báo cáo cũng thẳng thắn nhận định tình trạng khiếu kiện vượt cấp gửi đơn không đúng cơ quan có thẩm quyền còn diễn ra khá phổ biến, nhất là cấp trung ương. Có nhiều câu hỏi đặt ra đó là số lượng người dân khiếu nại tố cáo kiến nghị tăng có phản ứng. Thực tế công tác, tiếp công dân còn thiếu hiệu quả hay không? Tại sao những hạn chế bất cập được nêu trong báo cáo về tình hình tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo lại là nhận định tồn tại từ nhiều năm? Theo ông Lưu Bình Nhưỡng, đại biểu Quốc hội khóa 13, Việc gia tăng như vậy không phải hoàn toàn xuất phát từ việc tiếp công dân, nhưng chắc chắn có liên quan đến việc tiếp công dân. Đây là câu hỏi rất lớn đối với chính phủ cũng như các cơ quan hành pháp trong những năm qua. Có thể nói, cũng có những địa phương bộ ngành chăm lo đến công tác tiếp công dân rất nghiêm túc. Nhưng nhìn chung, hầu hết các cơ quan hành pháp ở đây bao gồm các bộ ngành trung ương, 63 tỉnh thành phố, hơn 700 huyện và 11.000 xã. Tỷ lệ tiếp công dân theo đúng quy định của pháp luật, tiếp công dân một cách thực chất là không cao rõ ràng chúng ta chưa coi trọng vấn đề này cán bộ lãnh đạo có quá nhiều việc chỗ này liên quan đến việc phải phân bổ thời gian vật chất và công tác phân công sao cho hợp lý tránh tình trạng việc tiếp công dân là phải giao cho cấp phó cho cán bộ còn mình thì đi khánh thành khai trương dự lễ kỷ niệm là không nên cần phải dành tâm huyết cho công tác này trên những diễn biến về giá một số hàng hóa, nguyên nhiên vật liệu thời gian qua, chính phủ lãnh đạo chính phủ đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp về quản lý điều hành để bình ổn giá, hạn chế những biến động của mặt bằng giá gây tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế xã hội, hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân. Thực tế trong hơn 2 tháng đầu năm cho thấy chính phủ, thủ tướng chính phủ và các bộ ngành địa phương đã chủ động bám sát tình hình và có các giải pháp kịp thời về công tác điều hành giá, theo bộ tài chính đến nay mặt bằng giá vẫn cơ bản được kiểm soát tuy nhiên diễn biến giá cả hàng hóa nguyên vật liệu trên thế giới tiếp tục gia tăng điều này tạo áp lực rất lớn đến chi phí sản xuất nguồn cung dự báo công tác quản lý điều hành giá đến cuối năm rất khó khăn không được chủ quan bộ tài chính đề nghị bộ công thương tiếp tục triển khai các biện pháp điều hành để ổn định nguồn cung nắm bắt dự báo diễn biến giá xăng dầu thế giới để có phương án điều hành phù hợp sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu hợp lý linh hoạt để hạn chế mức tăng giá xăng dầu trong nước trong cuộc họp của ban chỉ đạo điều hành giá mới đây phó thủ tướng lê minh khái trưởng ban chỉ đạo đã yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường đánh giá đúng tình hình để bảo đảm đủ nguồn cung đối với từng mặt hàng cụ thể không để xảy ra tình trạng nguồn cung không thiếu nhưng cung cấp hàng hóa ra thị trường không kịp dẫn đến giá cả biến động dư luận phản ứng sau 7 lần tăng giá liên tiếp, ngày 21 tháng 3, giá xăng dầu đã được điều chỉnh giảm trong bối cảnh kinh doanh ngày càng khó khăn, mong muốn của doanh nghiệp cũng như người dân là giá xăng giảm, nguồn cung ổn định để có thể tiết kiệm được chi phí trong bối cảnh thu nhập ngày càng hạn hẹp. Thế nhưng mức giảm lần này đã không được nhiều như kỳ vọng. Với mức giảm giá xăng dầu thế giới này, giá xăng dầu trong nước có thể giảm mạnh hơn, tuy nhiên liên bộ quyết định trích lập quỹ bình ổn giá đối với xăng E5 RON 92 ở mức 200.000 đồng mỗi lít xăng RON95 ở mức 50.000 đồng mỗi lít, dầu diesel ở mức 400 đồng mỗi lít, dầu hỏa ở mức 300 đồng mỗi lít, dầu ma rút không trích lập, đồng thời ngừng chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng nêu trên. Do đó giá xăng dầu trong nước giảm nhẹ hơn mức tối đa được dự báo. Bộ Công Thương cho biết việc sử dụng công cụ quỹ bình ổn giá nhằm mục đích có dư địa điều hành trong các kỳ tới khi thị trường còn diễn biến phức tạp, giảm áp lực cho quỹ bình ổn giá, bảo đảm góp phần thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát và bình ổn thị trường, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong quá trình phục hồi sản xuất kinh doanh, hạn chế tác động tiêu cực của giá xăng dầu đến phát triển kinh tế xã hội, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của nhân dân. Theo các chuyên gia kinh tế diễn biến của tình hình xăng dầu trong nước thời gian qua cho thấy, vai trò quản lý điều tiết của Bộ Công Thương cần phải được nâng lên có ý kiến cho rằng để đảm bảo an toàn an ninh lương thực xăng dầu của Việt Nam thì không chỉ Bộ Công Thương mà cần có cơ chế đảm bảo an toàn năng lượng nói chung và an toàn xăng dầu nói riêng của Việt Nam. Do đó cần tăng cường cơ chế thị trường, cạnh tranh nhiều hơn nữa và tự do hóa kinh doanh xăng dầu. Bên cạnh nguồn dự trữ xăng dầu của các doanh nghiệp đầu mối cần có nguồn dự trữ quốc gia đảm bảo an ninh năng lượng theo các chuyên gia, bên cạnh việc giảm thuế đối với xăng dầu, cơ quan chức năng cần có những biện pháp mạnh để hạ nhiệt giá xăng dầu cũng như kiềm chế không làm gia tăng lạm phát trong thời gian tới. Để hạ giá xăng dầu và kiềm chế gia tăng lạm phát, chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực kiến nghị, các cơ quan chức năng cần phân tích những yếu tố về cơ sở giá, thuế và phí xăng dầu để đề xuất điều chỉnh phù hợp, đồng thời ra soát đánh giá và phối hợp nhịp nhàng để sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu sát thị trường hiệu quả hơn nữa nhất là vấn đề tần suất thời điểm và mức độ bình ổn một cách linh hoạt phù hợp về lâu dài chính phủ nên chỉ đạo cân nhắc phương án có duy trì hay không duy trì quỹ bình ổn giá xăng dầu về lâu dài chính phủ nên sớm cho phép mở rộng nâng cao năng lực dự trữ xăng dầu đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế giảm mất lệ thuộc và tác động của giá xăng dầu thế giới đối với sự, sự ổn định và phát triển kinh tế trong nước ngoài việc giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu cần giảm các nguồn thu khác quy định hiện nay là 10 ngày điều chỉnh giá xăng dầu một lần. Nếu cơ quan quản lý làm việc nghiêm túc, thông tin rõ ràng, công khai minh bạch thì cũng không cần thiết phải rút ngắn thời gian điều chỉnh. Giá xăng dầu thế giới tăng, lập tức giá trong nước tăng ngay trong ngày 20 tháng 3, giá xăng dầu giảm quá ít khiến người tiêu dùng bị thiệt. Hai tháng đầu năm 2022, thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý đạt kết quả khả quan, tuy nhiên dưới hưởng của dịch COVID-19 và hàng loạt tác động từ diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, trong thời gian tới nhiệm vụ thu ngân sách là khá nặng nề, vì vậy đòi hỏi ngành thuế phải triển khai nhiều giải pháp nhằm nỗ lực vượt khó phân đấu hoàn thành kế hoạch thu của năm 2022. Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn, cơ quan thuế các cấp sẽ phát huy kết quả đạt được trong 2 tháng đầu năm 2022, tiếp tục triển khai thu ngân sách theo đúng kế hoạch, đồng thời ra soát lại các nguồn thu để đăng ký mức phấn đấu tăng thu so với dự toán đã được Chính phủ Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố giao. Cùng với đó, ngành thuế triển khai các kế hoạch thanh tra kiểm tra nhằm giảm số tiền nợ thuế trên tổng số thu ngân sách nhà nước năm 2022. Đặc biệt ngành thuế tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, góp phần thúc đẩy phục hồi kinh tế, nuôi dưỡng nguồn thu. Ngành cũng sẽ tiếp tục tăng cường quản lý thuế đối với thương mại điện tử. Một giải pháp khác là cơ quan thuế các cấp theo dõi chặt tiến độ thu ngân sách, đánh giá phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế, qua đó xác định các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất giải pháp quản lý hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công là rất quan trọng nhất là trong giai đoạn đất nước đang phục hồi sau đại dịch covid-19. do đó các bộ ngành địa phương cần thực hiện quyết liệt, nghiêm túc theo chỉ đạo của chính phủ, thủ tướng chính phủ để tránh đầu năm đùng đỉnh, cuối năm gấp rút. Ngay từ đầu năm 2022, việc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công được chính phủ, thủ tướng chính phủ đặc biệt quan tâm, xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong công tác 2022-2023 của từng bộ ngành địa phương. Việc giải ngân tốt chính là mắt xích quan trọng để nhanh chóng phục hồi nền kinh tế thực hiện thành công mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Theo chuyên gia kinh tế phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Tài chính, giải ngân vốn đầu tư công là rất quan trọng, nhất là hiện nay đất nước đang trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch Covid-19. Thực tế với việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng sẽ góp phần làm cho hoạt động của nền kinh tế bật lên, bởi các ngành nghề liên quan đến cung cấp máy móc thiết bị, vật tư, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ các dự án đầu tư công đều sẽ được chuyển động một cách mạnh mẽ việc phân giao vốn cho các dự án chuẩn bị vốn, đưa đến các dự án đã nhanh chóng đưa các dự án vào đầu tư xây dựng là việc cần thúc đẩy mạnh mẽ quyết liệt. Trong đó, người đứng đầu các bộ ngành địa phương cần thể hiện rõ vai trò trách nhiệm trong việc này. Du lịch đã mở cửa trở lại nhưng tuyển dụng lại và đào tạo mới nhân lực đang là bài toán cân đối với hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp sau 2 năm bị hao tổn vì dịch. Là ngành dịch vụ tổng hợp nên chất lượng nhân lực có vai trò lớn đến chất lượng sản phẩm du lịch. Do đó, việc đào tạo nhân lực là một khâu quan trọng. Bên cạnh nỗ lực của các doanh nghiệp, từ phía nhà nước cũng cần có chế độ hỗ trợ các doanh nghiệp về tài chính. Hiện tại, Nghị quyết 68 có hiệu lực từ tháng 7 2021, có chương trình đào tạo lại. Nhưng từ thời điểm đó cho đến nay, hoạt động du lịch mới từng bước khôi phục trở lại dẫn tới công tác đào tạo nâng cao nhân lực để được hưởng chính sách này chưa diễn ra để đáp ứng nguồn nhân lực du lịch cho giai đoạn mở cửa trở lại trước mắt bộ văn hóa thể thao và du lịch sẽ đề xuất chính phủ và đề nghị các địa phương có cơ chế chính sách hỗ trợ khuyến khích nguồn nhân lực du lịch có kinh nghiệm quay trở lại ngành để đáp ứng nhu cầu sau khi mở cửa đồng thời yêu cầu các cơ sở kinh doanh du lịch chủ động ra soát tuyển dụng và bồi dưỡng nhân lực đảm bảo chất lượng dịch vụ đáp ứng yêu cầu của thị trường về lâu dài, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục có chính sách phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo đủ về quy mô, cơ cấu hợp lý, có chất lượng cao, chuyên môn nghiệp vụ và ngoại ngữ, nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành du lịch. Mỹ phẩm giả nhập lậu đóng mác sách tay hoặc tuần vào các cửa hàng mỹ phẩm gây thiệt hại về tiền và tổn hại về sức khỏe là một thực trạng diễn ra nhiều năm nay nếu mua mỹ phẩm chính hãng tại các cửa hàng mỹ phẩm uy tín các đại diện phân phối mỹ phẩm nước ngoài tại việt nam hay tại các trung tâm thương mại người tiêu dùng có thể phải chi trả mức giá cao hơn nhưng bù lại là những đảm bảo về mặt xuất xứ chất lượng tuy nhiên thói quen ưa chuộng hàng sách tay là điều khó thay đổi từ nhiều năm nay của người tiêu dùng trong nước có nhiều nguồn sách tay để người tiêu dùng lựa chọn đó có thể là mua của người thân người quen biết hoặc qua quảng cáo trên mạng với danh nghĩa hàng gửi từ nước ngoài về hoặc người tiêu dùng đặt niềm tin nơi những người bán hàng nổi tiếng trên mạng xã hội, các ngôi sao của làng giải trí lớn sân kinh doanh mỹ phẩm. Bên cạnh đó, các sàn thương mại điện tử cũng là nơi tiêu thụ lượng lớn các loại mỹ phẩm sách tay do các nhà bán cá nhân mở shop. Mỹ phẩm giả không chỉ là câu chuyện lừa đảo về chất lượng mà còn có ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý và sức khỏe người dùng. Để tránh trở thành nạn nhân của những sản phẩm giả mạo nguy hiểm, trong khi chờ đợi sự ra tay của cơ quan quản lý, bản thân người tiêu dùng cũng cần phải trang bị cho mình kỹ năng nhận diện sản phẩm giả thật, thay đổi thói quen tiêu dùng để bảo vệ chính mình mục điểm báo của đài phát thanh truyền hình yên bái xin được khép lại tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi